Xin kính chào quý khách. Dương Bác Trạc là một trong những trục đường đắt giá nối liền giao thông giữa quận 8 với quận 1 và quận 5. Hiện tại office Sài Gòn của chúng tôi đang có mặt tại tòa nhà Nguyễn Lâm Tower, tọa lạc trên mặt tiền đường Dương Bác Trạc, là một tòa nhà có nhiều diện tích cho thuê linh hoạt cùng với nhiều dịch vụ tiện ích, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê của các doanh nghiệp. Ngay bây giờ kính mời quý khách cùng chúng tôi tham quan tòa nhà. Tòa nhà Nguyễn Lâm Tower tọa lạc trên mặt tiền đường Dương Bá Trạc, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm kinh tế tài chính quận 1 chỉ vài phút đi xe máy. Tuyến đường Dương Bá Trạc là một trong những tuyến đường huyết mạch nối liền giao thông quận 8 với các quận lân cận. Nguyễn Lâm Tower có chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Lâm, được thành lập từ năm 2000, được thi công bởi nhà thầu xây dựng công ty Phú Hưng Gia, Cô Tết Công. Tòa nhà Nguyễn Lâm được xây dựng theo tiêu chuẩn hạng B, có kết cấu gồm 2 hầm, 14 tầng với tổng diện tích xây dựng lên đến 8.827 m², trong đó tổng diện tích văn phòng cho thuê là 4.627 m². Chúng tôi có thể cho thuê một lúc nhiều sàn hoặc chia nhỏ diện tích từ 100, 250 và 350 m², với mong muốn đáp ứng hầu hết các nhu cầu thuê của quý khách hàng. Tòa nhà được thiết kế chuyên nghiệp, hệ thống điện chiếu sáng theo hệ thống bóng đôi rất tốt, đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho toàn văn phòng. Tường vách cách âm tốt, đảm bảo sự tĩnh lặng, riêng biệt của từng công ty khác nhau trong tòa nhà. Độ cao của trần nhà đạt kích thước chuẩn, đảm bảo sự thông thoáng cho không gian của từng công ty. Tòa nhà được thiết kế nguyên khung, hạn chế các cột, tạo nên một không gian phẳng và rộng, thích hợp cho việc có thể thu nhỏ sàn văn phòng một cách linh hoạt. Độ cao trần phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, mang lại cảm giác không gian thoáng và rộng, tạo cảm giác không ngột ngạt cho không gian văn phòng. Ngoài ra, sàn tòa nhà được tráng lớp phủ theo tiêu chuẩn mới nhất, nhằm đem đến sự chắc chắn cho khách thuê. Sàn tòa nhà còn chống trơn trượt, chống nứt, chống cháy, đem lại cảm giác an toàn cho doanh nghiệp khi thuê văn phòng tại đây. Nguyễn Lâm Tower còn được trang bị nội thất hiện đại, tiện nghi cho khách thuê văn phòng, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Tòa nhà được trang bị hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí Daikin hiện đại, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn quốc tế, lối thoát hiểm khẩn cấp được bố trí hợp lý ở mỗi tầng, cùng với hệ thống thang máy tốc độ cao Mitsubishi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về tòa nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá thuê, các bạn hãy liên hệ ngay với Office Sài Gòn theo hotline 0987110011 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website www.officesaigon.vn để được hỗ trợ tư vấn. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Office Sài Gòn để nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Office Sài Gòn cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987110011.